Từ nay đến 30 tháng 6, VietinBank triển khai chương trình khuyến mãi, mở thẻ hoàn tiền, trúng liền MacBook. Khách hàng được tặng tới 500.000 đồng cho mỗi giao dịch chi tiêu khi mở thẻ tín dụng quốc tế và ghi nợ quốc tế. Mỗi khách hàng được hoàn đến 1,5 triệu đồng áp dụng cho 3 giao dịch chi tiêu đầu tiên. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội nhận được máy tính MacBook Pro 2019 và hàng chục giải thưởng có giá trị khác, tổng giá trị ưu đãi gần 4 tỷ đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868 và các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.